Hi, chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh Làm Vườn S Garden. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ và giới thiệu với các bạn về 3 lưu ý đặc biệt quan trọng khi trồng cành chiết. Đây là cây hoa hồng đào cổ của mình đây. Hiện tại thì đang có 4 cành chiết. Đấy. Bây giờ mình xem nó dễ, tình trạng dễ nó như nào các bạn nhé. Rồi mình sẽ mở ra cái cây, cái cành chiết này, xem nào tình trạng rễ của nó ra sao, có thể cắt được hay chưa để tiến hành trồng. Mình sẽ quay gần một chút này. Cây này đã có rễ rồi. Mình sẽ quay gần lại một chút nha. Đó. Cây này dễ như này. Tuy dễ không nhiều nhưng chúng ta có thể tiến hành trồng được đối với cây như này. Đó. Nó đã có rễ rồi. Và xem tình trạng tiếp theo. Đối với nhiều loại cây, có thể là cây Sapa, cành chiết Sapa thì có thể dễ nhiều hơn. Nhưng đối với đào cổ hoặc là những cây Big Ho hoặc các loại khác thì nó cũng có vài ba cái rễ như vậy, thì chúng ta vẫn có thể tiến hành trồng được bình thường. Cây vẫn có thể sống và phát triển nếu mà chúng ta trồng. Và đây, một cái cây, cái cành chiết tiếp theo. Nó hiện tại thì rễ, đấy, ra quan sát này, nó ít rễ nhưng rễ nó đã dài rồi. Và cái cành này cũng có thể trồng được. Mình tiếp tục thử đối với cành chiết thứ 3, xem tình trạng rễ của nó nhiều không nhé. Và rễ dài chưa, có thể trồng được chưa. Và sau khi xem cái tình trạng cây cành chiết, tình trạng cành chiết, nếu mà rễ nó dài như hai cành vừa xong thì chúng ta có thể cắt cành chiết và tiến hành trồng bình thường. Đầu tiên các bạn quan sát cành chiết phải đảm bảo là có rễ, dù nhiều hay ít nhưng mà chúng ta phải có rễ các bạn nhé. Nhiều bạn thì rất là lo lắng, bảo là làm sao mà ít rễ như vậy mà cây có thể sống, thì mình thấy rằng ít rễ nhưng mà có rễ dài như vậy thì chúng ta trồng cây vẫn sống, vẫn đảm bảo một cách bình thường. Đây, như cái cành này. Đó. Cành này khá là nhiều rễ, tại vì đào cổ nó ít rễ hơn so với Sapa đấy. Đấy. Đây, chúng ta vẫn có thể cắt và trồng bình thường. Đào cổ được cái là rất là sai hoa, khỏe mạnh, cây nhanh lớn và đặc biệt là hoa rất là thơm. Đó, cái cành này chúng ta có thể hoàn toàn cắt và trồng một cách bình thường. Thì trong quá trình trồng cành chiết thì các bạn phải đặc biệt chú ý tới 3 vấn đề sau. Đấy, chúng ta còn đầu tiên là lựa chọn cành chiết nhé. Việc lựa chọn cành chiết là chúng ta phải đảm bảo cành chiết có rễ, còn tươi. Đấy. Thì cây mới sống, tỷ lệ sống cao. Và sau đó chúng ta cần phải tiến hành lưu ý 3 vấn đề mà tí nữa mình sẽ nói ở phía sau. Bây giờ mình sẽ xem nốt cái tình trạng của cái cành chiết thứ 4, xem là cành chiết nó ra sao.
Và gần được rồi. Xem là cành này có rễ hay không nhá. Để mình sẽ tiến hành cắt một thể và trồng cùng nhau. Và còn rất là nhiều cành xiết ở ngoài vườn. Đây là cái cây đào cổ mình trồng ở khu vườn ở nhà. Còn ở ngoài đồng thì còn xiết rất là nhiều. Đây. Rồi đây là những cái cành xiết mà mình đã trồng được khoảng hơn chục ngày nay. Hiện tại thì nó bắt đầu đã lên chồi rồi. Đó. Nó bắt đầu lên chồi rồi. Những cái cành này là hoàn toàn tươi. Sẽ đảm bảo là cây nó sẽ sống. Bắt đầu rồi. Đó, mình trồng trong những cái bầu nhỏ này. Đây, của nó bây giờ đã ra được khoảng 5-7 phân rồi. Những cái cành đã ra chồi trước rồi. Đó. Và thân của nó hoàn toàn rất là tươi nhá. Thì những cái cành như thế này thì nó sẽ đảm bảo sống. Và ba điều mà mình vừa nhắc tới, mình vừa đề cập tới mà cần chú lưu ý khi trồng cành chiết. Đó là việc thứ nhất là các bạn phải tưới. Đấy, lượng nước tưới phải đảm bảo. Tuy nhiên nó vừa phải, cái độ ẩm vừa phải. Các bạn quan sát nhé, độ ẩm trong đất phải vừa phải, không ướt sũng. Nếu mà ướt sũng thì nó sẽ làm cho thối gốc. Đấy, thối gốc thì cây nó sẽ chết. Chúng ta phải quan sát bằng mắt thường. Nếu mà cây nó khô quá thì chúng ta có thể tưới thêm một lượng nước. Nếu mà thấy nó đọng nước, ướt quá thì chúng ta phải tạm dừng và làm cho nó thoát nước ngay. Đảm bảo cây nó không bị thối rễ. Từ đó nó sẽ thối rễ thì cây nó sẽ bị chết. Đó là điều đặc biệt quan trọng chú ý đầu tiên mà những người mà mua cành chiết thì mình đều hướng dẫn về cách trồng cành chiết. Rồi, đó là việc lưu ý đầu tiên và là về lượng nước tưới cho cành chiết khi chúng ta trồng. Đây là những cái cành chiết mà cách đây hơn 10 ngày mình đã review cái video này về một bạn đã gửi trả lại cho mình 20 cành chiết gồm đó Sapa và cành chiết Sơn La. Thì hiện tại thì những cái cành này nó đang bật lộc. Đấy. Sau một quãng đường hành trình dài hàng mấy trăm cây số thì nó lại quay lại trở lại với mình. Thì hiện tại thì rất là vui vì những cành này nó vẫn rất là tươi và đang bật lộc. Rồi tiếp theo, lưu ý thứ hai là khi các bạn trồng cành chiết thì chúng ta phải đảm bảo ở nơi chỗ mát nhé, râm mát nhé. Râm mát. Ở đây thì chúng ta có thể trồng để ở những cái nơi mát như là dưới bóng cây. Hoặc là nhà bạn các bạn có chỗ nhà tre. Đấy, đều được. Để chỗ râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nếu mà ánh nắng trực tiếp mà cây nó đang yếu như này thì có thể làm cho cây nó bị khô và bị chết. Đó là điều đặc biệt lưu ý. Chúng ta nên để cành chiết khi trồng ở nơi râm mát khi nào cây nó phát triển. Đây lộc này, lá thật rồi và dài, sống thì chúng ta sẽ sang chậu. Và chúng ta có thể trong quá trình sang chậu thì chúng ta vẫn để khoảng độ khoảng chục ngày. Sau đó cây nó ổn định rồi thì chúng ta để ra ngoài trời thì cây nó có thể phát triển một cách bình thường. Rồi vừa xong là mình đã nêu ra hai cái chúng ta cần hai điều chúng ta cần chú ý, đó là về lượng nước và trong quá trình trồng cành chiết thì chúng ta để ở nơi chỗ râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp làm cho cây có thể bị khô và chết. Và một điều cuối cùng đó là chú ý lưu ý cuối cùng, lưu ý số 3. Nếu mà các bạn xem video của mình thì mình cũng đã nói, và những bạn đã từng mua cành chiết của mình thì mình cũng đã nói
đó là lưu ý số 3 cũng rất là đặc biệt quan trọng, là trong quá trình chúng ta trồng cây cành chiết thì tuyệt đối các bạn nha, không được bón phân cho cây. Điều này làm cho cây nó, tại sao lại như vậy? Tại vì cây cành chiết bộ rễ của nó rất là yếu, nó cũng như là cái đứa trẻ ấy. Lúc này thì nó không cần dinh dưỡng nhiều, mà chỉ cần nước thôi, nước và đất thôi để cây có thể sống. Nếu mà chúng ta bón phân thì cái rễ nó rất là yếu, khi đó làm cho cây nó bị sót và chết. Nhiều bạn thì cứ nghĩ rằng bón phân cho cây thì cây nó có thể phát triển nhanh, tuy nhiên nó lại là phản tác dụng, phản khoa học, làm cho cây bị sót, và điều rất là đáng tiếc, nó làm cho cây chết đồng loạt nếu các bạn bón phân đấy. Đó là cái điều lưu ý, ba cái điều lưu ý chính của mình khi mà các bạn trồng cành chiết, các bạn phải đặc biệt lưu ý các bạn nhé. Rồi, vừa xong mình đã giới thiệu ba lưu ý đặc biệt quan trọng khi chúng ta trồng cành chiết. Nếu các bạn lưu ý được biết đến được ba cái điều đặc biệt cần lưu ý này thì chắc chắn mình nghĩ rằng các bạn sẽ trồng được cành chiết một cách dễ dàng. Rồi, nếu mà các bạn đang xem kênh của mình và thấy hay, có ích thì các bạn hãy chia sẻ và like. Nếu các bạn lần đầu tiên xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn nút đăng ký, sau đó nhấn vào chuông báo để được đón xem những cái video mới nhất của kênh. Rồi, video của mình giới thiệu về một số lưu ý đặc biệt quan trọng khi trồng cành chiết đến đây tạm dừng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo. Tạm biệt các bạn.